Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua được kết luận là do nguyên nhân mất lái, mất phanh. Đằng sau những kết luận khô khốc này là những gia đình đau thương, mất mát vì có người thân tử vong, thương tật suốt đời. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để sửa được lỗi kỹ thuật này lại chưa được các cơ quan chức năng thực hiện triệt để. Chính vì thế, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn rất khó hạn chế. Ghi nhận của VTC14 tại một số trạm đăng kiểm sẽ cho thấy rõ hơn thực trạng báo động này. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2904V. Chiếc xe biển kiểm soát 30T5196 được anh Nguyễn Diễn, Sóc Sơn, Hà Nội đưa vào đăng kiểm lần 2, nhưng hệ thống phanh vẫn chưa đạt yêu cầu. Mặc dù trước đó đã đưa đi sửa chữa. Phanh thì có những cái lúc nó xảy ra nó ban trục trặc thì phải đi chỉnh lại. Lý do sao anh chỉnh lần 2 rồi vẫn không đạt chất lượng? Chỉnh lần 2 là lý do rất do thợ về kỹ thuật người ta chỉnh vẫn chưa được đảm bảo. Chứ không phải là do lỗi xe, còn cái này chỉnh nếu đúng nó chỉnh được ngay, nhưng mà chắc là người ta chỉnh lỗi về kỹ thuật, người ta chưa chỉnh đúng. Còn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8801S, chiếc xe của hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ, cả 3 lần kiểm định đều không đạt yêu cầu về hệ thống phanh. Sau quá trình mình đi thì má phanh nó mòn, bây giờ mình đi mình kiểm tra. Thì mà thay làm lại má phanh thứ theo đấy. Theo ghi nhận của VTC14, các phương tiện không đạt hệ thống phanh khi đưa vào đăng kiểm chủ yếu là xe tải, chiếm khoảng 70-80%. Các xe này chủ yếu lắp ráp sản xuất ở Việt Nam và nhập từ Trung Quốc về. Em bảo dưỡng rồi nhưng mà chưa, căn bản là thợ nhà nó chưa chỉnh lại phanh ra. Bây giờ vào các anh kiểm tra lại thì bây giờ em phải đi ra để ấy lại cho em. Cũng chưa phát hiện rồi thì bắt đầu thì tôi cũng do đi sửa rồi nhưng mà nó chưa được đảm bảo, tôi phải sửa lại. Đấy, có thể cho biết lý do lần thứ hai mình đã vào rồi nhưng mà nói chung là bên ngoài mình kiểm tra sợ biết cái máy móc như thế nào mà đấy, lần thứ hai mình vào. Nói chung là cái này thì về phần để ra để sửa chữa lại phanh thì nói chung là vẫn thợ nó vẫn chưa được hoàn hảo lắm, cho nên là chắc là phải lần sau sẽ vào sẽ đảm bảo luôn. Thống kê của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cũng cho thấy hiện tượng xe bị lỗi phanh hiện chiếm tỷ lệ khá lớn. Có những đơn vị thống kê chiếm tới hơn 50% tổng số phương tiện vào đăng kiểm từ đầu năm tới nay. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do chủ phương tiện chở quá tải, lơ là trong hoạt động bảo dưỡng xe định kỳ. Cái hệ thống phanh là một trong những cái hệ thống an toàn lớn nhất và cần phải bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên. Nhưng mà hiện tại thì cũng do điều kiện về phương tiện và có thể quá trình sử dụng người ta ít quan tâm đến việc đấy, do là người ta có thể là vì lý do là người ta bận nhiều cái việc khác, hoặc là người ta cũng có thể là do người ta chưa nắm được hết về cái quy trình bảo dưỡng và sửa chữa, nên là cũng có một phần là nguyên nhân, cũng mà theo tôi thì là nghĩ là phần nhiều là do chủ phương tiện người ta chưa quan tâm đúng mức những cái việc này. Dù Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chưa có một thống kê cụ thể về tình trạng xe mất phanh gây tai nạn giao thông thảm khốc, tuy nhiên từ vụ xe bồn mất phanh đâm xe khách khiến 3 người bị tử vong trên tuyến quốc lộ 6 qua Hòa Bình, hay hàng chục hành khách may mắn khi xe mất phanh đâm vào đuôi xe tải trên đèo Bảo Lộc, chính là những điển hình không thể làm ngơ.